Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh đe dọa, Úc quyết thoát trùng. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán phủ bóng đen xuống mối quan hệ giữa Trung Quốc và nhiều đối tác quan trọng của Trung Quốc về kinh tế, thương mại và đầu tư với những mức độ quyết liệt hết sức khác nhau. Mới đây nhất là bất hòa giữa Trung Quốc với Úc. Không chỉ dừng lại ở khẩu chiến mà Trung Quốc còn phát động những đòn trả đũa thương mại nặng nề lên Úc, đẩy mối quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn hết sức căng thẳng. Kể từ khi Úc tuyên bố thúc đẩy một cuộc điều tra độc lập toàn cầu về nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán, quan hệ Trung Quốc và Úc đã ngày càng trở nên xấu đi với những cuộc khẩu chiến kéo dài suốt một tháng qua. Đây là hình ảnh thịt bò của Úc trong một siêu thị Walmart ở Bắc Kinh. Căng thẳng giữa hai nước mới đây có một bước leo thang mới sang lĩnh vực thương mại. Cụ thể, Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty chế biến lớn nhất của Úc là Kikoit, Patra, GBS và Timno. Vì lý do kỹ thuật, họ nói như vậy. Trung Quốc lâu nay vốn là một thị trường xuất khẩu thịt bò lớn nhất của Úc, chiếm tới 30% tổng sản lượng xuất khẩu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, việc dừng nhập khẩu thịt bò chỉ nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng Trung Quốc. Nhưng đồng thời, ông Triệu Lập Kiên cũng chỉ trích việc Úc đã theo đuổi cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc. Tiếp đó, vào ngày 18 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo cho biết sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Úc kể từ ngày 19 tháng 5, bao gồm 73,6% thuế chống phá giá và 6,9% thuế chống trợ cấp, tức là tổng mức thuế lên tới 80,5%. Hai loại thuế quan trên đối với lúa mạch sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Úc hiện là nhà cung cấp lúa mạch lớn nhất cho Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu vào khoảng 1,5 đến 2 tỷ đô la Úc, tương đương với 800 triệu đến 1,3 tỷ đô la Mỹ. Mỗi năm, Úc cung cấp rất nhiều sản phẩm này và chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu lúa mạch của Úc. Lúa mạch xuất khẩu được sử dụng trong sản xuất bia và làm thức ăn chăn nuôi. Lý do mà Trung Quốc đưa ra cho việc áp thuế đối với lúa mạch của Úc là Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết một cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và kéo dài 18 tháng đã đi đến kết luận Úc đã bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa của nước này. Một ngày sau khi tuyên bố áp thuế với lúa mạch của Úc, vào ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David đã lên tiếng khẳng định không hề có cuộc chiến thương mại và cho rằng quá trình điều tra của Trung Quốc đã diễn ra một cách khách quan. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho biết trước đó các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đề xuất mức thuế 56,14%. Một số ý kiến cho rằng mức thuế cao hơn hẳn so với dự kiến ban đầu làm chứng minh cho thấy động thái của Trung Quốc liên quan chặt chẽ với quan điểm chính trị của Úc về việc điều tra nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Luật sư kinh tế Vi Hunt thuộc trung tâm Herbert Smith, Đại học New York Valles đã nhận định, về bản chất, khoản thuế cần phải đủ cao để loại bỏ sản phẩm lúa mạch của Úc ra khỏi thị trường Trung Quốc. Nhưng lẽ ra mức 56,14% như dự kiến ban đầu đã là quá đủ. Vì vậy chắc chắn mức thuế thực tế có liên quan đến quan điểm của Úc về cuộc điều tra viêm phổi Vũ Hán. Các tổ chức nông nghiệp lớn của Úc cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với hành động của Trung Quốc, cho rằng cáo buộc về hành vi bán phá giá là không có căn cứ do các nhà sản xuất lúa mạch tại Úc được hưởng mức trợ cấp thấp nhất trên thế giới và chẳng có lý do gì để Úc bán phá giá lúa mạch. Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Quốc gia Úc Tony cho biết, các nhà sản xuất của Úc hoạt động trong thị trường hoàn toàn tự do và cạnh tranh. Ý kiến cho rằng lúa mạch của Úc bị bán phá giá ở Trung Quốc là không phù hợp với thực tế sản xuất của Úc. Giá xuất khẩu luôn cao hơn giá mua lại từ nông dân và giá bán của nông dân luôn cao hơn chi phí sản xuất. Các hiệp hội nông nghiệp của Úc đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ nông dân bằng cách trao đổi với Trung Quốc một cách thực chất và tôn trọng nhằm bảo vệ quan hệ thương mại vốn tồn tại từ những năm 1960. Và theo những tin tức mới nhất thì Úc đã đề ngỏ khả năng đưa tranh chấp với Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Úc Marisa. Truyền thông Úc vào ngày 20 tháng 5 đưa tin cho biết chính phủ nước này sẽ dành 60 ngày để đàm phán với Trung Quốc trước khi kháng cáo các tranh chấp thương mại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong một tuyên bố được báo điện tử Người Úc trích dẫn vào ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Nông nghiệp David cho biết Úc sẽ sử dụng các đại diện thương mại và nông nghiệp tại Bắc Kinh để đàm phán các tranh chấp hiện nay với phía Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông David cũng nhấn mạnh rằng Úc chỉ có 60 ngày và sau đó sẽ đưa vấn đề ra giải quyết tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Động thái mới của Úc đã được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng một số sản phẩm khác của nước này nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc bao gồm rượu vang, hải sản, yến mạch, trái cây và sữa có thể phải đối mặt với các rào cản phi thuế quan bổ sung như thắt chặt kiểm tra chất lượng, trì hoãn thông quan, thăm dò chống phá giá hoặc truyền thông Trung Quốc sẽ khuyến khích người tiêu dùng tẩy chay hàng hóa của Úc. Trong một tuyên bố khác được hãng truyền thông ABC trích dẫn vào ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Úc Marisa đã khẳng định nước này luôn tuân thủ các yêu cầu phù hợp với các hàng xuất khẩu và sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Ngoại trưởng Payne cũng cho biết bà sẽ thất vọng nếu Trung Quốc sử dụng hàng hóa của Úc để trả thù việc nước này theo đuổi một cuộc điều tra độc lập về toàn cầu về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong khi căng thẳng thương mại đang leo thang, Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc vẫn tiếp tục công kích quan điểm của Úc về điều tra nguồn gốc của viêm phổi. Điều này được cho là nguyên nhân dẫn đến biện pháp thuế đối với lúa mạch cũng như cấm nhập khẩu thịt bò. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Trong tuyên bố sáng ngày 19 tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra hoàn toàn khác với những gì mà chính phủ Úc mong muốn. Nếu Úc xem xét kết quả, Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA là minh chứng cho lời kêu gọi mở cuộc điều tra thì chẳng khác gì một trò đùa. Tuyên bố này nhằm công kích một sự việc đã xảy ra vào hôm trước, vào ngày thứ Hai, 18 tháng 5 năm 2020 trong hội nghị của Hội đồng Y tế Thế giới, viết tắt là WHA. Úc cùng 136 nước khác trong số 194 các nước thành viên cùng đệ trình một bản dự thảo nghị quyết mở một cuộc điều tra. Một việc chưa từng ghi nhận trong giao bang quốc tế đã xảy ra khi bản dự thảo đã không bị bất cứ quốc gia nào phủ quyết. Điều đó nói lên sự chính đáng để có một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra đại dịch, cách hành xử và xử lý của từng quốc gia và rút ra bài học tránh thảm họa cho nhân loại. Tuy nhiên, so với ý tưởng ban đầu của Thủ tướng Scott Morrison, bản dự thảo đã có đôi chỗ thay đổi. Trong khi Úc đề nghị tiến hành một cuộc điều tra hoàn toàn độc lập với Tổ chức Y tế Thế giới, thì nghị quyết không nhắc gì đến việc điều tra nguồn gốc hay cách thức xử lý dịch ban đầu của Trung Quốc. Từ Trung Hoa, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng lên tiếng chỉ trích quan điểm của Úc về việc điều tra độc lập và cho rằng dự thảo nghị quyết của WHA đề cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới thay vì điều tra độc lập như Úc đề xuất và yêu cầu Úc sửa sai, từ bỏ chính trị hóa bệnh dịch này. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng không tiếc lời bêu xấu chỉ trích nước Úc. Hồi tháng 4, một biên tập viên của tờ báo quốc doanh Hoàn Cầu Thời báo viết trên Weibo rằng sau đại dịch này, chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những nguy cơ có thể xảy ra khi làm ăn với Úc, cũng như về việc khi nào thì lại gửi con cái tới Úc học. Và Úc luôn là như vậy, chỉ toàn gây rắc rối, giống như miếng kẹo gum bám dưới đế giày của Trung Quốc. Thỉnh thoảng, bạn phải tìm một hòn đá để cạo miếng kẹo đó đi. Mới đây nhất, trong một bài xã luận vào ngày 19 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo gọi Mỹ và cùng Úc, Đài Loan là những kẻ thua cuộc sau hội nghị Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHA tổ chức. Hoàn Cầu Thời báo dẫn ra một ý kiến trong bài xã luận và nói đây là nhận xét của một cư dân mạng Weibo rằng bằng việc nối gót những kẻ có quan điểm diều hâu của Mỹ và công kích Trung Quốc, Úc, một con kangaroo khổng lồ, đang hành động như một con chó của Mỹ và chắc chắn sẽ đối mặt với sự bế tắc trong giao thương với Trung Quốc, chẳng hạn trong lĩnh vực than đá và thịt bò. Hy vọng Mỹ sẽ đền bù cho người Úc. Tuy nhiên, nhiều tờ báo của Úc đã cho rằng đây là cách ném đá dấu tay của tờ báo Trung Quốc. Trang newcom.eu đặt vấn đề, Hoàn Cầu Thời báo đã leo thang cuộc khẩu chiến khi trích dẫn những nguồn nặc danh như cư dân mạng để so sánh Úc là con chó của Mỹ. Quan hệ thương mại Úc-Trung chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong khoảng 15 năm trở lại đây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 tàn phá nền kinh tế thế giới, Úc đã trông cậy vào xuất khẩu bùng nổ sang Trung Quốc. Trước thời điểm đó vài tháng, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn thứ nhất của Úc. Nhờ việc buôn bán nhộn nhịp các mặt hàng như quặng sắt và than đá, Úc đã nổi lên như một trong số ít các nước phát triển tránh được suy thoái kinh tế. Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo của Úc đã khẳng định nước này có thể gặt hái được những lợi ích từ mối quan hệ thương mại béo bở với Trung Quốc, đồng thời không phải hy sinh các giá trị tự do phương Tây
hoặc liên minh an ninh chặt chẽ với Mỹ. Trong năm 2018 và 2019, Trung Quốc đã mua hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc trị giá 153 tỷ đô la Úc, tương đương với 99 tỷ đô la USD, tỷ lệ tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ. Giải thích về sự phụ thuộc ngày càng tăng về thương mại của Úc và Trung Quốc, ông Birmingham đã nói Bắc Kinh có nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những thập kỷ qua và đây là một quyết định thương mại của các doanh nghiệp của Úc khi giao dịch với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Birmingham cũng cho rằng bây giờ là lúc các doanh nghiệp Úc cần phải cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận và ông khuyến khích các doanh nghiệp tìm mới các thị trường khác để giảm bớt rủi ro như là thông lệ kinh doanh khôn ngoan. Và đã hơn một thập kỷ trôi qua, sự phụ thuộc của Úc và Trung Quốc dần dần được coi là chứa đựng nhiều rủi ro thay vì lợi ích mà nước này đạt được. Đây là hình ảnh một cửa hàng Lotte Mart của Hàn Quốc đã bị đóng cửa tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2017. Báo cáo mới đây của Viện Chính sách có trụ sở tại London, Anh cho thấy Úc đang phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế hơn bất kỳ quốc gia thành viên nào khác thuộc nhóm tình báo, bao gồm Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Đánh giá sự phụ thuộc của mỗi quốc gia thành viên của FIVER-ES với hoạt động và sản phẩm linh kiện có ý nghĩa chiến lược, báo cáo cho thấy Úc là quốc gia phụ thuộc chiến lược nhất vào Trung Quốc với 595 loại hàng hóa quan trọng chiến lược, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong nhóm. Trong khi con số này của Mỹ và Anh lần lượt là 414 và 229. Úc cũng phụ thuộc vào Trung Quốc trong 167 loại hàng hóa phục vụ các loại ứng dụng quan trọng và 35 loại hàng hóa thiết yếu đối với các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm Internet vạn vật, quản lý kỹ thuật số siêu tốc và nhiều loại công nghệ khác, trong đó có công nghệ sinh học. Báo cáo còn ghi nhận sự thống trị của Trung Quốc trong sản xuất MAGE vốn rất cần thiết trong ngành vận tải, năng lượng và xây dựng, cũng như trong sản xuất các loại hóa chất và dược phẩm. Đây thực sự là một mối nguy cơ đối với Úc, đặc biệt là những năm gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Canberra và Bắc Kinh không êm đẹp bởi cáo buộc của Trung Quốc can thiệp chính trị, cũng như bất đồng trong các vấn đề như Biển Đông và tập đoàn công nghệ Huawei. Bởi Trung Quốc đã có lịch sử sử dụng các đòn bẩy kinh tế để trừng phạt các đối tác thương mại vào năm 2017. Bắc Kinh đã tiến hành một đòn tẩy chay không chính thức đối với ngành du lịch Hàn Quốc sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống tên lửa trên đất của họ. Cuộc tẩy chay đã gây thiệt hại ước tính 7.500 tỷ won, tức là tương đương khoảng 6,7 tỷ đô la. Trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 9 năm đó, các cửa hàng Lotte Mart cũng bị buộc phải đóng cửa tại Trung Quốc. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thúc đẩy mạnh mẽ ý chí thoát chung của nước Úc và nỗ lực giảm lệ thuộc vào Trung Quốc đã và đang nhận được sự đồng thuận từ nhân dân Úc cũng như các đảng chính trị tại đây. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, được Sky News phỏng vấn, lãnh đạo đối lập Anthony cho biết đảng lao động ủng hộ nỗ lực của chính phủ để mở cuộc điều tra. Liên minh hai đảng tự do và quốc gia và đảng lao động đã là một đảng. Chúng tôi có cùng quan điểm về vấn đề này và cùng chia sẻ trách nhiệm. Theo nhà quan sát Nguyễn Quang Huy từ Úc vận động điều tra nguồn gốc phát sinh viêm phổi Vũ Hán chủng mới, rõ ràng là chính sách của nước Úc, không có tranh cãi giữa các đảng chính trị là một điều hiếm thấy trong sinh hoạt chính trị tại Úc. Và đặc biệt, tình cảm của công chúng cũng đang thay đổi theo hướng chống Bắc Kinh. Trong một cuộc thăm dò ý kiến tại Viện Lowy, trụ sở tại Sydney, công bố hôm 14 tháng 5, 68 người dân Úc được hỏi cho biết việc ứng phó với dịch bệnh của Bắc Kinh khiến họ cảm thấy không cảm tình với Trung Quốc. Chỉ 30% nghĩ rằng Bắc Kinh đã xử lý tốt đại dịch. Ông Jones, giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Úc, đã phát biểu như sau. Trước đây, chúng tôi vẫn sống mà không mua bán nhiều với Trung Quốc. Không nghi ngờ gì việc nếu Trung Quốc muốn chơi thực sự mạnh tay, Úc sẽ bị ảnh hưởng về kinh tế, nhưng không phải là chúng tôi không thể chống đỡ. Chúng tôi là đất nước rất thịnh vượng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản tin Bắc Kinh đe dọa, Úc quyết thoát chung. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.